Welcome back to my channel Cường Ken Cook Official. Hôm nay mình sẽ dẫn cho mấy bạn đi tham quan căn nhà màu tím, một địa điểm check-in rất là nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ nha. Cái nhà mình chỉ cần search là đi cầu Bến Bạ, sau đó chạy khoảng 500m bên tay phải mình sẽ thấy được cái bảng chỉ dẫn đường căn nhà màu tím nha. Ở địa chỉ là số 99 đường Chí Xin, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Từ ngay trung tâm quận Ninh Kiều, các bạn đi tới đây thì tầm khoảng là 20 phút thôi nha. Các bạn chỉ cần là đi hướng là cầu Hưng Lợi và hướng về cảng Cái Cui là mấy bạn sẽ đi đến điểm này liền. Từ xa bên tay trái là cả nhà mình sẽ thấy được là rất là đông du khách đây. Nguyên một cái bãi giữ xe và giữ xe ở đây là hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Mình đi cái này là ngay cái dịp là 1 tháng 5 nên cũng khá là đông. Tuy nhiên là căn nhà một tiếng là một trong những địa điểm hot check-in hiện tại ngay thành phố Cần Thơ ngoài căn nhà Giác Vàng, nên là lúc nào mình cũng cảm thấy là đông du khách hết. Ở đây thì giờ mở cửa là từ 7:30 đến 18 giờ, tức là 6 giờ chiều. Giá vé là 60.000 đồng và đặc biệt là 60.000 mình sẽ bao gồm là được một ly nước uống nha. Còn trẻ em mà từ 5 đến 10 tuổi thì giá vé là 30.000 đồng thôi, còn trẻ em mà dưới 4 tuổi thì hoàn toàn là miễn phí. Từ bên ngoài mà và đi vào một vòng tham quan khu vực này thì đúng như tên gọi luôn là tất cả là đều màu tím nha. Tất cả các tiểu cảnh là mình chụp ảnh nè, hoặc là bàn ghế dù nè, hoặc là quần áo mà cho thuê ở trong này, kể cả là cái khăn lau bàn hoặc là cái sọt rác, tất cả là màu tím hết. Và chủ nhân ngôi nhà căn nhà màu tím độc đáo này là vợ chồng của anh chị là Quỳnh Thị Hồng Sen và anh là Phan Thiện, thì cả hai đều yêu màu tím và cùng là những người công tác lên được truyền hình. Thì đó cũng là lý do họ có lên ý tưởng mà là xây dựng một căn nhà màu tím, một cái phim trường cũng như là một quán cà phê để mọi người có thể là check in và chụp ảnh với cái không gian là hoàn toàn màu tím theo cái sở thích của mình. Với diện tích là khoảng 5.000m² thì không phải là quá lớn mà cũng không có là quá nhỏ, vừa đủ để cho mình đi bộ tham quan một vòng và rất là nhiều nơi để mình có thể là check-in chụp ảnh nha. Khi mà mình bước chân vào khuôn viên á, mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái vì không khí ở đây là cực kỳ mát mẻ luôn, do trồng nhiều rất là nhiều cây xanh. Và mang theo cái con đường mà đi bên trong thì mọi thứ đều mang cái màu tím hết, từ bậc thang nè, những bông hoa nè, những căn nhà nè, thì tất cả mang lại cho bạn cái cảm giác rất là thơ mộng và hoài cổ. Thì tại đây á có đến là 3 căn nhà màu tím để bạn chiêm nghiệm và có thể là sống ảo. Thì sẽ không có quá nhiều sự khác biệt khi tất cả đều là màu tím hết, thế nhưng mà duy nhất có một trong số 3 ngôi nhà này là căn nhà màu tím được xây dựng trên thân cây bằng lăng, hoa tím to lớn và xung quanh căn nhà là rạch nước bao quanh để bạn có thể tự tay là chiều thuyền thăm thú nè. Trong ngôi nhà chẳng khác gì một cái ốc đảo rất là xinh xắn và dễ thương luôn nè. Cả nhà mình thấy không, là tới mà cái thảm mà mình đi á nó cũng là trang trí màu tím luôn, và cái cầu hoặc là cái đèn mình đi cũng là màu tím luôn, và đặc biệt là những loại hoa ở đây trồng tất cả là mang cái sắc màu tím hết, từ mà tím đậm, tím nhạt, tím phớt phớt, hồng, nó rất là nhiều cung bậc cảm xúc luôn. Ở đây thì mọi người đi thẳng vào, cứ đi theo cái hình tròn, tức là đi thẳng vào thì bên tay trái trước, sau đó là mình cứ dọc theo một cái con đường mình đi hết một vòng thì nó sẽ đi bao quát luôn nguyên cái khu vực là 5.000m² ở đây nha. Để mình tránh là mình bị sót chỗ này sót chỗ kia, mình chỉ cần đi theo một cái hình tròn và đi theo cái hướng mà nhiều người đi nhất thì mấy bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ một cái điểm nào hết. Ở đây đúng là một cái thiên đường cho những người yêu màu tím, tức là bất kỳ một cái góc nào hoặc là một cái tiểu cảnh nào mấy bạn đều có thể chụp ảnh và lên hình rất là đẹp luôn nha. Tại vì mục đích ở đây là làm những cái phim trường, các bạn có thể quay những cái video đơn giản hoặc là những video chuyên nghiệp, hoặc là những người yêu thích là chụp ảnh bình thường thôi cũng lên hình cũng rất là đẹp luôn. Và đặc biệt ở đây là có một cái khu vực là cho thuê gian hàng là Cô Tím, có nghĩa là tất cả sản phẩm đồ ở đây là cho thuê, từ quần áo, giày dép, nón, dù, đồ bóp, đồ, nói chung là tất tần tật các thứ luôn là màu tím hết. Và mấy bạn vô đây là mấy bạn không thể nào cưỡng lại được cái sự mà dễ thương, và chắc chắn là mọi người sẽ thuê một cái bộ đồ màu tím để chụp ảnh nha. Đây là cái không gian rợp bóng mát luôn,
ngay thời điểm này là vô mùa trái cây của miền Tây của mình nè. Ở đây mình thấy có trồng xoài nè, rồi có chôm chôm nữa, nhưng mà ở đây thì chủ yếu là để tham quan chụp ảnh chứ mình không phải là tham quan vườn trái cây và được hái trái đâu nha. Ở đây quy định rất là nghiêm ngặt là 100.000 một trái. Bạn mà tưởng tượng bạn hái một chùm trái xoài hay một chùm chôm chôm là biết bao nhiêu tiền rồi đó, thì mình phải ý thức lại, tại vì ai mà hái một cái là người sao, tao ra đâu vào tao đâu có thấy được nữa đâu. Nên là mọi người chú ý về vấn đề này nha. Rồi từ xa là thấy cửa hàng cua tím không? Một cái gian hàng rất là xinh và dễ thương trong cái khu vực này. Bây giờ mình sẽ vào cái gian hàng để mấy bạn xem được là những cái đồ vật nào ở trong đây là bán hoặc là cho thuê nha. Từ trước tới giờ mình chưa có đi một cái cửa hàng shop đồ đạc nào mà toàn là màu tím hết. Đây là lần đầu tiên mình đi và thấy cái sự rất là dễ thương luôn nha. Đây là cái bảng giá dịch vụ nè, mấy bạn thuê cái áo dài là 60.000, áo bà ba là 40. Còn áo dài và áo bà ba trẻ em thì chỉ có 30.000 đồng thôi. Còn nếu mấy bạn thuê phụ kiện nữa thì chỉ có 10.000 đồng thôi. Giá đây là tương đối là rẻ nha. Và khi mà mọi người thuê xong mọi người ra đây chụp ảnh thì rất là nhiều góc để mọi người chụp. Và mình thấy là ngoài cái vấn đề là khu vực này là trang trí nhà màu tím là mình biết rồi, chủ đạo là màu tím, nhưng mà rất là nhiều du khách. Ngoài vấn đề là thuê đi thì ở ngoài mình ở nhà mình tự trang bị là đồ màu tím mình mặc luôn để mình vô đây mình chụp ảnh luôn. Gọi là có chủ đích nha mấy bạn. Đây tới nỗi mà cái chuồng bồ câu cũng màu tím luôn. Đó là một cái sự mà tinh tế và tỉ mỉ, chú ý tỉ mỉ nè. Bậc thang màu tím luôn nè. Và cái tông tím là mỗi cái loại đồ vật ở đây là mỗi khác nè. Cái mấy bạn thấy không, cái sàn gỗ hoặc là cái bàn màu tím đi đều có một cái tông màu nó sẽ khác nhau hết, để cho mình không có bị gọi là nhàm chán khi mà nhìn á. Ở đây đã mình thấy một cái nơi mà chụp ảnh rất là nhiều, thu hút đông du khách nha. Đây là cái cây cầu mà nấc thang lên đến thiên đường nè. Nếu mà mình biết cách chụp á, thì ra những cái bộ ảnh khung hình rất là đẹp luôn. Và ở đây mình thấy lúc nào cũng đông đúc người đi chụp hết nha. Mình đi mưu một gia đình thì mình ở đây mình chụp thì mình thấy rất là vui luôn. Mình đi đến đây là đến 1/2 cái chặng đường mà tham quan khu vực căn nhà màu tím rồi nè. Đến khu vực này là bắt đầu là mình vào những cái ngôi nhà kiểu là nhà chăm kiến trúc cổ nè, hoặc là những ngôi nhà ký ức nè, hoặc là nhà của người Nam Bộ đồ nè, rất là nhiều cái không gian luôn. Mình vào đây để mình thấy được là mỗi cái không gian là mỗi khác nhau nha, trang trí đồ vật khác nhau của mỗi dân tộc á. Ngay khu vực này luôn là mình sẽ thấy là vườn trái cây. Ví dụ mình thấy có là cóc nè, rồi chôm chôm đang ra trái rất là nhiều. Nhưng mà lưu ý là không hái nha. Tại đây có quy định rất là rõ ràng là 100.000 một trái nha, chứ không phải là 100.000 một lần hái. Nên là nếu mà bị bắt và phạt rất là cao nha mấy bạn. Cả nhà mình thấy không, vô cái không gian nhà kiểu ngày xưa nó rất là mát, không có một tấm phản nè. Rồi cái bộ bàn ghế chính giữa gian nhà nè. Đây những cái đồ dùng trong cái tủ buffet ngày xưa nè, dưới quê mình hay gọi là cái tủ buffet nè. Còn bây ở trên đây thì là cái tên đúng của nó mình sẽ không biết là cái tủ đó là gọi là cái tủ gì nè, hay rạc băng rê gì đấy. Đây nhìn cái không gian không, mình lót bằng gạch tàu nên rất là mát mẻ. Và ở phía trên á, cái trần nó rất là cao nên là vô đây ngồi cái không gian thấy mát mẻ rồi liền. Dù là mình đi ngay cái thời điểm là mùa hè rất là nóng nực á, nhưng mà vô không gian này rất là mát. Còn phía xa kia có dàn bông giấy là kiểu như căn nhà của người Chăm á, kiểu khu vực mà người đồng bào của mình á. Và hai cái cây bông giấy là rất là xum xê và mát mẻ luôn. Mình vào ngôi nhà này mình rất là thích luôn nha. Ở đây thì trang trí là cái khung dệt để mình dệt ra những cái khăn rằn á, nhìn rất là đẹp luôn. Và điều đặc biệt là khăn rằn ở đây rất là nhiều khăn rằn màu tím nha. Có màu đỏ nè, màu đen nè, màu tím nè, hoặc là rất là nhiều màu, có màu cam luôn, nhưng mà chủ đạo là màu tím rất là dễ thương luôn. Đây có tấm pha ly quăng nè. Rồi phía sau giường nè, mà cái này là cái giường của người khác, người của nhà dân nha, là cây cốc. Trời cái cốc mà trái quá trời luôn á.
Trong này mình thấy có trang trí là cái tivi nè, rồi cái máy cassette nữa nè, những cái thời mà rất là xa xưa đó. Nhưng mà chút xíu mình dẫn cho mấy bạn đi tham quan cái khu vực là ngôi nhà ký ức, là một thiên đường về những cái này luôn. Mấy trăm cái tivi trưng bày một lượt nhìn rất là vui mắt luôn nha. Đây tới những cái hoa lá cảnh mà nhỏ bình thường li ti mà cũng là màu tím rất là dễ thương không? Cây này mình cũng không biết là cây gì luôn. Đây là còn những cái tiểu cảnh này như là hình trái tim màu tím nè, rồi bông hoa cúc tím cũng hình trái tim luôn nè. Bây giờ mình sẽ dẫn cho mấy bạn vào cái khu vực là ngôi nhà ký ức nha, nhìn rất là đẹp luôn. Đây, ngày xưa mình coi chương trình mà Đài HTV, mấy bạn thấy cái đồng hồ này quen không? Rất là quen thuộc luôn nha. Còn đây, đây là cái khu vực mà máy quay phim và máy tivi á, mà cái kiểu là thời xưa á. Còn đây là một cái căn nhà màu vàng duy nhất khác tông màu với lại khu vực căn nhà màu tím nè. Đây là căn nhà ký ức nè. Các bạn sẽ thấy được rất là nhiều cái tiểu cảnh không gian mà ngày xưa. Ví dụ như là cái bàn máy may nè, rồi cái tivi nè, cái gạt băng rê nè, cái tủ bút phê, hoặc là chiếc xe Vespa cổ ngày xưa nè. Nhìn rất là quen thuộc và rất là đẹp luôn. Đây là cái khu vực mà cái màu vàng á, mấy bạn lên ảnh thì rất là đẹp luôn á. Còn đây là một không gian cực kỳ quen thuộc luôn nha. Đây là một ngôi nhà kiểu xưa của người dân miền Tây của mình. Hồi xưa ngôi nhà mình cũng kiểu như vậy luôn nè cả nhà. Có nghĩa là có cây dừa phía trước nè, rồi có lu nước nè, rồi có trái bíp rồi nè, rất là nhiều, và xung quanh là trồng cây ăn trái. Đây, nhìn vô đây là một cái ký ức gọi là quen thuộc ùa về nha. Bây giờ thì những ngôi nhà này rất là hiếm rồi, có nghĩa là không có còn nữa. Bây giờ là chuyển qua là nhà tường chứ không phải là nhà tranh vách lá nữa nha. Cái bếp cà ràng của mình với cái phần củi nè, hoặc là phần lá dừa bó lại nè, rất là quen thuộc luôn nha. Có một cái giường nằm ở đây. Còn đây là cái tủ mà ngày xưa mình để một thiên đường đồ ăn trong này nè, rồi chén dĩa đồ ăn tất tần tật ở trong đây hết. Các bạn thấy không, cái phần cái chén này ngày xưa nè, cái kiểu màu này ngày xưa và đúng là kiểu cổ luôn á. Cái ca nước nữa nè, thấy không? Và đây là không gian quen thuộc nhất, và hiện tại ngôi nhà của mình vẫn còn giữ lại cái nếp này nha. Tức là cái bên hiên nhà hoặc là phía sau nhà có cái dàn mà sống chén á, mà mình rửa chén đồ này nọ thì hồi xưa mình xài là nước ở dưới ao, còn bây giờ mình xài nước máy rồi, nhưng mà cái cảnh này thì vẫn còn là giữ nguyên hết. Và phía sau mình trồng rất là nhiều loại cây ăn trái như là bưởi nè, rồi dừa nè, hoặc là nhãn nè. Mình thấy thì cái khoảng thời gian mà cả nhà mình có thể đến đây chụp ảnh tất cả các góc hết và đi tham quan 5.000m² ở đây thì tầm khoảng là 1 tiếng hơn. Và sau khi mình đi rất là mệt mỏi rồi, bắt đầu mình sử dụng cái phiếu mà mình mua lúc mà mình mua vé cổng 60.000 đồng, bao gồm phần nước á, thì mình tới đây để mình lựa chọn nước nha. Thì ở đây có 5-6 loại nước là trong cái phiếu của mình nha. Ví dụ như nước cam nè, có trà mãng cầu nè, hoặc là cà phê đâu nè. Khi mà mình đi nắng mình mệt á, mình đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, sau đó mình vào đây mình kêu một ly nước mình uống, và với cái không gian rất là mát mẻ và màu, đặc biệt cái màu tím nó rất là dịu mắt á, mình vô đây mình thấy rất là thoải mái. Dù nước ở đây không phải là quá ngon á, mình đánh giá nước ở đây tầm 6/10 thôi, nhưng mà mình uống đúng cái thời điểm á thì mình cảm thấy rất là đã khác. Mình thì mình đổi là một ly là trà mãng cầu. Mình lưu ý là trà mãng cầu là nước mãng cầu ở đây là từ cái thân mãng cầu mình chặt ra, mình xào khô, mình phơi khô, mình lấy nước nha, chứ không phải là trà mãng cầu đang hot ở trên thị trường nha. Khi mà mình lấy cái phần nước xong thì ở đây có rất là nhiều khu vực để mình ngồi, mình uống, mình nghỉ ngơi. Và ngoài ra ở đây còn bán một số cái đồ ăn, thức uống mà gọi là quà lưu niệm á. Ví dụ như ở đây là có bánh gạo lứt nè, cũng là màu tím nè, rồi mình thấy là có mật ong nè, rồi tất cả các loại trái cây nè, rất là nhiều luôn.
Cảm nhận của mình khi đem tham quan một vòng khu vực căn nhà màu tím này thì mình thấy đây là một cái địa điểm rất là đáng để mấy bạn có thể đến đây để chụp ảnh check-in, và có thể là một cái không gian rất là mới lạ nha. Tại vì đây là một căn nhà hoàn toàn màu tím hết, một mô hình kinh doanh rất là hay luôn nha. Và giá vé ở đây là mình thấy cực kỳ ổn luôn, tức là 60.000 đồng bao gồm ly nước. Còn hiện tại mình cũng có quay một clip về căn nhà giác vàng á, thì giá vé tới 100.000 lận, thì sau đó mình sẽ cập nhật sau cho mấy bạn sau cái căn nhà màu tím này nha. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Thì mấy bạn thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ kênh của mình để mình có thêm động lực làm nhiều video mới cho mấy bạn nữa nha. Kênh của mình là Cường Kenkuk Official nha.